Dự báo cơn bão quái vật Helene đã đạt cường độ cấp 4 khi đổ bộ vào bang Florida của Mỹ trong ngày hôm nay, 26 tháng 9 theo giờ Mỹ. Bão Helene thần tốc mạnh lên thành bão cuồng phong vào ngày 25 tháng 9 và dự báo tiếp tục mạnh lên khi đi qua vùng nước nóng ấm kỷ lục của Vịnh Mexico, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Tốc độ gió trong bão Helene dự kiến đạt ít nhất là 210 km/h vào chiều ngày 26 tháng 9. Các chuyên gia khí tượng học của Mỹ cũng không loại trừ khả năng Helene mạnh thêm trong những giờ tới trước khi đổ bộ. Cơn bão sẽ không chỉ tấn công Florida mà còn cả một phần lớn vùng đông nam của nước Mỹ. CNN đưa tin là hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở Florida khi mà Helene được dự báo trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong hơn một năm qua. Trước đó thì bão Helene mang theo mưa lớn đã nhấn chìm nhiều ô tô ở Mexico và gió bão do bão Helene gây mất điện với hơn 50.000 người ở phía tây Cuba. Còn tại Thái Lan thì lũ cũng đã liên tục tràn về thành phố Chiang Mai, khiến ngập sâu tới từ 30 đến 50cm. Và thông tin này sẽ mở đầu cho cụm tin tổng hợp sau đây. Nước sông Ping dâng cao tràn bờ khiến cho các khu vực trung tâm thành phố Chiang Mai ngập sâu trong nước lũ từ tối ngày 24 tháng 9. Mực nước sông Ping tại cầu Nakwarat đo được lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 9 là vượt mức tối đa là 4,45 mét. Tại quận Muan trung tâm, nước ngập sâu từ 30 đến 50cm hoặc thậm chí hơn khiến một số khu vực không thể qua lại. Nhiều đường ống thoát nước đã bị vỡ do quá tải bởi lượng nước lũ quá lớn. Lực lượng binh sĩ quân đội và các tình nguyện viên đã được huy động khẩn trương lắp bao cát nhằm gia cố bức tường ngăn lũ, trong bối cảnh một đợt lũ khác sẽ tiếp tục tràn xuống khu trung tâm Chiang Mai. Một trang trại nuôi cá sấu ở tỉnh Lamphun ở miền Bắc Thái Lan đã phải tiêu hủy toàn bộ đàn cá sấu 125 con vì lo ngại chúng sổng chuồng giữa lúc mưa lũ hoành hành. Chủ trang trại cho biết mưa lớn kéo dài đã làm hỏng chuồng nuôi nhốt, dẫn đến nguy cơ đàn cá sấu sim lọt ra ngoài đi lang thang và gây nguy hiểm cho người dân. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các công nhân đã dùng điện giật chết những con cá sấu và sau đó sử dụng máy xúc để di chuyển xác những con cá sấu lớn với chiều dài khoảng 3 mét. Cục Công viên Quốc gia Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan đã bày tỏ thông cảm với quyết định của chủ trang trại, nhưng cho rằng họ có thể chọn giải pháp di chuyển đàn cá sấu đến khu vực không bị lũ lụt. Phát biểu ngày 25 tháng 9 tại hội nghị thượng đỉnh về các mối đe dọa do nước biển dâng gây ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, hiện có khoảng 900 triệu người đang sinh sống tại các vùng ven biển thấp. Mực nước biển đang tạo ra những đợt thủy triều ác tính, đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người trên toàn cầu. Ông Guterres kêu gọi cần có ý chí chính trị mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng khí hậu trở thành địa ngục trần gian. Nguyên nhân chính của vấn đề này là khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch làm nóng trái đất, khiến nước biển giãn nở và băng tan chảy. Siêu bão Helene với sức gió tối đa lên tới 251 km/h được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển Big Bend thuộc bang Florida của Mỹ trong tối nay theo giờ địa phương. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn, ngập lụt, đe dọa tính mạng và thiệt hại cho bang Florida cũng như là các khu vực đông nam của nước Mỹ. Hiện bão Helene đã vào vịnh Mexico và dự kiến là sẽ mạnh lên nhờ vùng nước ấm của vịnh trước khi đổ bộ vào Florida. Cảnh báo bão đã được ban hành đối với 40 triệu người tại bang Florida, Georgia và Alabama. Tại bang Florida thì hàng nghìn cư dân đã bắt đầu sơ tán khỏi một số khu vực ven biển. Thống đốc bang Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho toàn bộ 67 hạt của bang, huy động vệ binh quốc gia và bố trí hàng nghìn nhân sự tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, khôi phục điện có thể xảy ra sau khi bão đổ bộ. Trên thế giới thì mực nước biển đang dâng thì đã tạo thủy triều ác tính đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người dân. Cảnh báo được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra vào ngày hôm qua. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về các mối đe dọa do nước biển dâng gây ra thì ông Guterres nhấn mạnh khoảng 900 triệu người đang sinh sống tại các vùng ven biển thấp. Mực nước biển dâng đồng nghĩa với thủy triều dâng cao gây ra nguy cơ ngày càng tăng của các đợt sóng bão dữ dội, xói mòn bờ biển và lũ lụt ven biển. Các ngành như là ngư nghiệp, nông nghiệp và du lịch sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo Liên Hợp Quốc, 5 quốc đảo là Maldives, Tuvalu, quần đảo Marshall, Nauru và Kiribati rất có thể không thể ở vào năm 2100, tạo ra 600.000 người tị nạn khí hậu không quốc tịch.